Bạn uống một chai nước ngọt, ăn một ly mì, sử dụng một bình nhựa để đựng nước, hay mua một bình sữa cho con của bạn, mua một hộp thuốc thực phẩm chức năng, có bao giờ bạn để ý những ký hiệu được in dưới đáy chai chưa? Và nó có ý nghĩa gì? Tại sao người ta lại in nó trên chai? Có một câu chuyện đau lòng như thế này, một cô bé 12 tuổi đã không ngờ mình bị mắc ung thư. Và nguyên nhân được tìm ra là do cô bé đã sử dụng đi sử dụng lại một chai nhựa để đựng nước uống. Nguyên nhân chính là do chai nước chứa chất liệu gây độc hại khi sử dụng quá nhiều lần và gây bệnh ung thư. Chai nước khoáng thông thường hoặc chai soda khi đến nhiệt độ 70 độ C sẽ dễ bị biến dạng và giải phóng ra các độc chất. Phía dưới đáy chai nước, hộp đựng thuốc hay thức ăn thường có ký hiệu hình tam giác với các mũi tên. Ở giữa hình tam giác là một con số cụ thể từ 1 đến 7. Số 1 có nghĩa là PET, nhựa polyethylene terephthalate. Thường thấy trong các chai nước giải khát, nước khoáng, nước ép trái cây và dầu ăn. Các chai nhựa đựng đồ uống khi tái sử dụng nếu đựng nước nóng quá 70 độ C không chỉ biến dạng mà còn phân giải ra các chất có hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng chế phẩm nhựa này nếu sử dụng quá 10 tháng có thể sinh ra các chất gây ung thư. Số 2 có nghĩa là lượng HDPE, polyethylene có mật độ cao, các chai nhựa này có khả năng chịu nhiệt tới 110 độ C, thường được dùng đựng thực phẩm, sữa tắm hoặc các vật có độ tinh khiết cao. Khi tái sử dụng cần hết sức lưu ý, vì loại nhựa này khó làm sạch, các chất còn sót lại rất dễ trở thành ổ vi khuẩn. Số 3 là chất PVC, nhựa PVC. PVC thường có trong áo mưa thông thường, vật liệu xây dựng, đồ nhựa, hộp nhựa, tuy có độ dẻo tốt, giá rẻ nhưng thường chỉ sử dụng được đến độ nóng 81 độ C. Chất này có thể giải phóng rất nhiều khi ở nhiệt độ cao nên hiếm khi dùng làm bao bì sản phẩm, đồng thời là rất khó làm sạch và không thể tái sử dụng. LGPE khá phổ biến trong các hộp mì và vỏ bim bim. Sản phẩm chứa chất này sẽ không thể làm nóng trong lò vi sóng, tránh nhiệt độ cao vì sẽ giải phóng hóa chất. Mọi người không nên để đồ ăn vặt đóng gói trong nhiệt độ cao và không dùng lò vi sóng để nấu mì ăn liền. Số 5, polypropylene PP. Đây là loại nhựa màu trắng hoặc gần như trong suốt. Thường xuất hiện ở hộp sữa chua, cốc cà phê, chai đựng siro, tương ớt. Chất này bền và nhẹ, chịu được ở nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái sử dụng. Nhờ những đặc tính này mà nhựa PP thường được sử dụng để đựng đồ ăn nóng hay được sử dụng để làm nóng thức ăn trong lò vi sóng. Đồng thời nó rất an toàn nên bạn hoàn toàn có thể tái sử dụng nhiều lần. Số 6, polystyrene PS. Đây là loại nhựa rẻ và nhẹ có thể tìm thấy trên vỏ một số hộp đựng đồ ăn nhanh, cốc uống nước, hộp đựng trứng và dao đĩa thìa picnic. Dù chúng có khả năng chịu nhiệt và lạnh đáng kể, nhưng ở nhiệt độ cao như lò vi sóng chúng có thể giải phóng chất độc hại. Ngoài ra, cũng không được dùng đựng đồ có chất axit mạnh, chất kiềm mạnh. Chính vì thế, loại nhựa này không được phép dùng để đựng đồ ăn thức uống lâu dài. Số 7, polycarbonate PC hay loại nhựa khác. Loại nhựa này thường có ở các bình đựng nước có dung tích lớn, các can lớn, bình sữa cho trẻ và đặc biệt nó được dùng để sản xuất trong công nghiệp như kính mắt, vỏ điện thoại, DVD. Loại nhựa số 7 này là loại nhựa nguy hiểm nhất, dễ dàng sinh ra chất có thể gây ra ung thư và vô sinh BPA, rất nguy hại tới sức khỏe. Bởi vậy, bạn tuyệt đối không nên tái chế hay sử dụng lại loại nhựa này. Mình hy vọng video này sẽ có ích đối với các bạn, nên chú ý nhiều trong việc lựa chọn thực phẩm, để không vô tình gây hại cho sức khỏe của bản thân. Tốt nhất là không nên tiếc, và dùng đi dùng lại để đựng nước uống hay thực phẩm, hay sử dụng lại trong một thời gian quá lâu nhé.